Hello, xin chào mọi người. Lúc này là 4 rưỡi sáng tại Việt Nam và mình vẫn không thể ngủ được mọi người ạ. Cảm xúc đó là vô cùng khó tả và cực kỳ vui và hạnh phúc khi mà hôm nay Ronaldo đã ghi bàn thắng quyết định, yes, giúp cho MU có một chiến thắng lội ngược dòng 3-2 trước Atalanta. Và khi mà mình về Việt Nam ấy, đây mọi người ơi, đây là quang cảnh nơi cách ly của mình nhá. Cái hành trình mà mình về đây thì mình sẽ up cho mọi người vào chiều nay. Nhưng bây giờ sướng quá, phải làm ngay con clip này cho anh em xem. Chúng ta hãy cùng xem lại trận đấu này nha mọi người nha. Hôm qua thì Messi đã tỏa sáng và ghi bàn một cú Panenka đẳng cấp. Và hôm nay thì Ronaldo chúng ta cũng đã làm một điều đẳng cấp. Và không nói nhiều nữa, hãy cùng nhìn lại cùng Phúc. Bắt đầu anh em nhá. Quả bóng này là quả bóng mà mình đang xài này. Hôm sau sẽ review kỹ cho anh em xem. Anh Bảy đây. Trận này đêm qua xem thì phải nói là hay hết nước chấm anh em ạ. Anh em nào mà xem trực tiếp thì cực kỳ hay. Quá hay luôn. Rafos. Quả này tiếc thật sự anh em ạ. Quả này mà đá vào thì mình nghĩ là tình hình sẽ khác hoàn toàn. Rafos kiểu cũng mới trở lại sau chấn thương nên là kiểu kiểu chân nói chung là cũng chưa vào form ấy. Chuyền thông minh không? Quá hay luôn. Nếu mà là như bình thường ngày xưa thì Fox quả này vào chắc. Quả này tiếc sự. Kiểu lúc ấy, lúc mình xem trực tiếp ấy thì MU đang cầm bóng rất là nhiều mà đang kiểu có lối chân tốt hơn ấy. Xong rồi bên kia kiểu có đúng một cơ hội thôi mà họ ghi bàn luôn. Làm anh em bị xuống tinh thần. Ronaldo. Quá dẻo luôn. Rồi, đẳng cấp chưa? Fresh. Ui rồi ôi, vọt xà luôn. Tiếc thế. Ui. Cái quả này lúc ấy mình tuyệt vọng vãi. Mình thấy 2-0 là mình nghĩ là nhiều anh em mà xem đây là tắt tivi ngủ luôn đấy. Tại vì thật sự lúc ấy kiểu không tin nổi luôn đấy. Kiểu buồn buồn cực kỳ luôn. Xong rồi nghĩ là kiểu quả này ole out luôn rồi. Out chắc luôn. Cái lúc đấy là mình cũng nghĩ đầu là thôi quả này trận này toang rồi. Xong rồi khỏi cái khúc cuối kiểu cảm giác nhé. Mọi người xem này, có khúc cuối Ronaldo với cả De Gea nhìn nhau kiểu buồn ấy, tiếc nuối ấy. Lúc ấy mình suýt khóc luôn. Đây khúc này này. Tiếc Fresh nó may nhiều cơ hội. Cái lúc này trên mạng đang rất là nhiều về Rashford luôn, bảo là kiểu phản thầy rồi. Quá đẳng cấp, trời ơi anh nghe thấy không? Cái quả này thì tinh tế thật sự luôn. Quả này thì Rashford có quả hay vãi chưởng. Mình quả này ấn tượng sự lúc ấy mình lúc Rashford ghi bàn này là mình nghĩ là quả này lội được dòng đấy. Mình nghĩ thế luôn tại vì cảm giác nhé, khi mà kiểu đầu hiệp ấy đá rất là thăng hoa xong rồi ép sân này xong rồi ghi quả này tinh tế thật sự. Có tinh tế luôn. Thì mình nghĩ là trận này có khi lội ngược dòng luôn. Em thấy không? Một chạm lại sút xỉa góc có đỉnh. Đúng kiểu sau chấn thương trở lại quá hay luôn. Xuất sắc luôn, đẳng cấp De Gea. Đúng là người nhện. Đấy mình nói sai đâu anh em. Cái khoảng khắc này, lúc ấy mình kiểu vỡ òa luôn nhá. Đang kiểu lúc ấy là rất xa, rạng sáng rồi và mình kiểu hét ầm lên luôn. Đang cách ly mà hét ầm lên luôn mọi người ạ. Lúc ấy Ole mình cũng yên tâm hơn một chút. Yes, 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 yes. Vâng, đó chính là Cristiano Ronaldo. Ronaldo Airline mọi người nhé. Cái quả này thì thật sự là mình nổ tung luôn, mình bị điên luôn. Mình hét ầm lên và xong rồi cả cái khu cách ly này mình thấy cũng rất là nhiều người hét lên. Đúng cái cảnh khoảnh khắc mình nghĩ là đêm qua rất là nhiều người cũng đã xem MU đá thật sự ở đây. Cũng rất là nhiều người xem luôn mọi người ạ. Sau đó thì sướng quá, mình cầm ngay chiếc áo của anh Bảy ra, mình cầm chụp ảnh và đăng tải luôn mọi người ạ. Đây là một bàn thắng đánh dấu một cái mốc tuyệt vời. Trận đấu thứ 300 của Ronaldo cho MU.
siêu phẩm luôn anh em, vào đánh đầu quá đỉnh, quá đẹp mắt. Và như vậy là hết giờ. Ok, như vậy là chúng ta đã vừa xem lại một trận đấu tuyệt vời của MU và Atalanta. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn nếu mà thấy hay đừng quên dành một nút like và đăng ký kênh cho mình nha. Còn cái hành trình về Việt Nam như thế nào thì mọi người có thể xem trên kênh Đỗ Kim Phụng TV, và chiều nay thì mình sẽ up cho mọi người cùng xem. Mọi người thấy không, về phát này da đen sạm đi này, râu ria xồm xoàm hết luôn. Đợi mấy ngày nữa cách ly xong thì mình sẽ bắt đầu ra ngoài thì mình có thể test quả bóng Champions League hôm trước mình mua mọi người nhé. Thì đây là quả bóng mà đá tại Champions League, thì hy vọng là nó sẽ là một cái clip thú vị cho anh em cùng xem sắp tới, và mong mọi người sẽ luôn ủng hộ mình, đồng hành cùng mình trong những giải đấu sắp tới, thì mình cũng sẽ đi tiếp mọi người nhé. Ok. UEFA Champions League trực tiếp và duy nhất trên FPT Play.